Chào cả nhà, hôm nay mới về được một cái lô hàng cà na Thái siêu hoa. Đây mọi người thấy không? Rất là nhiều hoa luôn nha. Đợt hàng này cây rất là đẹp nha cả nhà. Cây thì cao dao động từ 1 m tới 1,5 m. Tàn nhánh thì sum xuê, đặc biệt là hoa thì chia dít. Thì tùy ha, mọi người thích cây cao á, nếu trồng ở đất thì mình lựa cây cao, còn mọi người mà thích trồng chậu á, làm bonsai cây cảnh ở sân thượng thì nên chọn những cái loại lùn nha. Lùn thì tán nó nhiều, nói chung cây lùn cây cao gì tán nó cũng sum suê hết á, tại vì cái dòng mà cà na Thái này nó vậy đó, nó một chi một nhánh nhiều lắm. Hay đặc biệt là những cây này là đã cho hoa cho trái nha cả nhà, hiện tại trên cây thì rất là nhiều hoa, hoa chi chít luôn. Cà na thì chúng ta sử dụng làm những món ăn vặt ha. Tuổi trẻ thì rất là thích nè, không biết những người lớn tuổi có thích món này không, nhưng mà những người trẻ tuổi thì rất là thích, bởi vì cái món cà na này nó chua chua đó, rồi nó ngọt ngọt, nó mặn mặn xíu á, khi mình làm xong nó ăn rất là ngon nha. Làm món ăn vặt hết ý luôn. Đây những cây rất là đẹp. Thì cây cà na này chúng ta vừa trồng để có trái để làm những món ăn vặt cho gia đình. Bên cạnh đó thì cây có thể làm che bóng mát. Đồng thời thì có hoa trái quanh năm để cho cái không gian gia đình mình ha thêm dễ thương hơn, ấm cúng hơn, mát mẻ hơn. Mình bán cây mà cứ cây nào mà có trái 4 mùa là mình khoái trong cả nhà. Bởi vì mình thích có được những cái cây mà 4 mùa, nên mình cũng muốn bán cho mọi người những cái cây nào mà có trái quanh năm á, để cho mọi người có trái để vui ha, vui cửa vui nhà. Đặc biệt là cái dòng cà na này nó rất là sum tốt, ít sâu bệnh, hầu như không có sâu bệnh luôn nha cả nhà. Thường mình trồng là món mát sân nhà đó, sợ nhất là những cây mà nó nhiều sâu ha. Những cây nào mà có sức đề kháng tốt, ít sâu bệnh đó, mà lá nó mướt mát, xanh mởn thì là những cái cây rất phù hợp để chúng ta trồng làm món mát sân vườn. Cây đợt này về đẹp lắm nha cả nhà. Rồi nếu ai thích những cái dòng cà na Thái này thì liên hệ với số điện thoại của mình ha, đó chính là 0835 92 1829, đó là số Zalo luôn nha cả nhà. Đó, mọi người cứ bấm số đó kết nối Zalo để coi cây và giá cụ thể nha.